Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ đi ra sân bay để rước Việt kiều Mỹ để mình chia sẻ cho các bạn coi đi sân bay rước Việt kiều bên Mỹ nó có khác gì với đi sân bay rước Việt kiều bên Việt Nam hay không nha các bạn. Thì các bạn biết là ở bên Việt Nam mỗi lần đi rước Việt kiều là ngồi nghẹt sân bay luôn bạn. Một người về nước mà 10 người đi rước các bạn. Bây giờ thì các bạn nhìn là mình ở Mỹ mình đi rước Việt kiều nó khác các bạn ha. Để mặc đồ vậy đó. Ở ngoài trời nó hơi lạnh cho nên mặc đồ với lại trời tối. Ở bên Mỹ người ta đi rước Việt kiều nó bình thường các bạn. Nó không giống như bên Việt Nam là phải mặc váy mặc đậm. Ở Việt Nam đi rước Việt kiều là trọng đại lắm. Bây giờ mặc. Okay. Các bạn thấy mình mặc như nó đủ sang trọng chưa? Mình đi rước Việt kiều mà các bạn, không, lâu lâu Việt kiều mới về nước mà. Ok. Các bạn ơi, thì bây giờ ở bên Mỹ thì mình có xe cho nên mình sẽ dùng xe nhà của mình để đi rước Việt kiều các bạn ha. Các bạn thấy là hàng xóm của mình họ đang lên đèn trang trí Noel để mình quay cho các bạn coi nha. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm Pay Care 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Noel các bạn ơi, đèn hàng xóm của mình họ trang trí đèn Noel đẹp quá à. Mình đã tới sân bay rồi các bạn ơi. Đây là mấy chiếc xe mà họ đưa rước người đậu xe đó các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi rước Việt kiều thì bây giờ mình đã đậu xe ở trong sân bay rồi các bạn. Ở bên Mỹ thì sân bay mình có thể đi vô tự do, không có người kiểm tra các bạn ha. Hả? Thì các bạn đây quay cho các bạn thấy nha. Mỹ mình đi rước Việt kiều á, mình đi thẳng vô sân bay luôn các bạn. Thay vì bên Việt Nam là các bạn phải đứng ở ngoài cửa các bạn đợi người ta đi ra các bạn mới được đi vô, những cái người nào mà không có phận sự á không được đi vô các bạn ha. Thì ở bên Mỹ mình đi thẳng luôn bạn. Họ xây thang máy này cho mình đi lên đi xuống. Thì cái tầng ở trên á là cái tầng mà để cho người ta đưa rước người, giống như mình rước, mình chở người ta, mình thả người ta xuống mình chạy đi á. Còn cái tầng này là mình đi vô trong luôn, phải không? Đó, vô thẳng sân bay luôn bạn. Sân bay mình dán tè. Cái tầng dưới này á là mình đi vô đây, xong rồi mình đi gửi đồ, mình đi lấy hành lý vali. Còn cái tầng ở trên á là mình chạy xe xong cái người nhà của mình xuống, xong mình chạy xe về, mình không có cần phải đậu xe lại. Thì nó là gì vậy đó phải ha? Trời má ơi, cái sân bay Việt Nam nó đông nghẹt người. Cái sân bay Mỹ nè. Nó dán tay à? Để đi kiếm à. Đâu? Trời các bạn. Sân bay Mỹ mà dán tay à các bạn. Có lè quay vài ba người à các bạn ơi. Nhìn nè, thấy cái sân bay Việt Nam khác với sân bay Mỹ không? Khi mà những cái người nào mà nó arrival á thì nó tới á, nó sẽ để ở đây. Mấy cái này nó không hoạt động thì máy bay chưa tới. Khi mà máy bay tới cái mấy cái này mới hoạt động các bạn ha. Các bạn thấy sân bay Mỹ vắng không? Bây giờ mình sẽ đi kiếm chuyến bay của mình. Mình sẽ đi kiếm chuyến bay của mình. Đó các bạn thấy đi với Việt kiều Mỹ đó các bạn. Hả gì? Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy là bây giờ sân bay vắng te, không có người. Không có người. Thì mình sẽ đi một vòng quanh sân bay mình cho các bạn coi ha. Ở đây họ có để sẵn cho mình cây nước. Cây nước uống ngon lắm. Cái cần cao này là dành cho người bình thường. Còn cái cần thấp này dành cho những người ngồi xe lăn, right? Còn cái này là dành cho những cái người xài bình đó bạn. Nước Mỹ hay quá. Nước Mỹ hay quá. Các bạn ơi, bây giờ số 2, số 4 nó mở cửa rồi. Những cái số nào mà nó hiện lên là arrival các bạn ha. Các bạn thấy đi rước sân bay Mỹ nó vắng tè các bạn. Không có chen chúc, không có đông người. Bây giờ thì mình cứ kiếm theo cái chuyến bay của mình nè, không? Dallas chuyến bay American 1010 on time. Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái cổng Bucket Lamb là số 3. Thì số 3 nè là vali mình đi ra đây số 3. Đi xuống nó lại ha.
Ok các bạn ơi, bây giờ máy bay tới rồi thì mình thấy có người tay ga từ từ rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống để mình đón Việt Kiều. Thấy là khi mà ở bên khi mà sân bay Việt Nam á, là cái cổng này là cổng hải quan đúng không? Mình đi ra cổng hải quan này, cái mình đẩy vali ra là ra khỏi cửa là người ta đứng đợi đông nghẹt luôn. Nhưng mà bên Mỹ này không có ai đứng đợi các bạn, không ai đứng đợi á, không, ở Mỹ đi máy bay bình thường. Thấy chưa? Ra hả? Đây coi nè. Ôm nội đi vô lại rồi. Kìa thấy kìa. Phải không? Nãy mới đi ra mà đi vô lại rồi. Chắc quên gì á. Các bạn thấy không? Cái cổng này mình không được đi vô bạn. Mình không có với bài. Mấy cái này là với cái người Hải quân Mỹ. Đây là mấy cái dụng cụ mà uống tóc của dành cho mấy cái người dân châu Phi đó các bạn, mấy người Mỹ Điên đó. Thì đây là mấy cái người mà đã tốt nghiệp. Các bạn thấy cái dụng cụ uống tóc của người châu Phi nó khác các bạn. Họ phải đút vô cái lò than nó nóng đó, xong họ uống cái tóc người châu Phi nó uống rất là khó các bạn. Nghe chưa? Còn đây, ngủ ơi. Còn đây là cái lược dành cho mấy cái tóc của người Mỹ Điên các bạn. Các bạn có biết là bao lâu mình không đi máy bay các bạn? 5 năm trời không đi máy bay các bạn ơi. Trời ơi các bạn biết không? 5 năm trời. Lần cuối là đi du thuyền bây giờ. Đó thì nó 5 năm trời. 5 năm trời không đi máy bay các bạn. Còn các bạn biết bao lâu mình chưa về Việt Nam không? 12 năm trời không về Việt Nam. 8 năm không về Việt Nam rồi Bảo Ngọc ơi. Phải. Tâm nó tới. Ê, các bạn ơi, Việt Kiều ra rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã thấy Việt Kiều ra rồi các bạn ơi. Bây giờ chuẩn bị đón Việt Kiều nha. Mình phải quẩy với mình Việt Nam đấy. Không, vali kia mà. Vali kia. Không, không. Sách tay. Đi chơi thì đem sách tay chứ đi về đem sách tay mở các bạn, đi về hết sức rồi. Không có đem sách tay nổi đâu các bạn ơi. Đồ nhiều. Kìa, tới rồi. Rồi thôi xuống đây lấy thằng lý nha. Ông nội có thể đi hai đây kép luôn. Việt Kiều Mỹ về tới Mỹ rồi các bạn ơi. Đó, đi Việt Nam sướng quá ta. Kìa, ông nội kìa, lại tới ôm nội coi. Ôm nội đi. 8 giờ nó ngủ rồi. Nó ngủ cửa chiều. Rồi, các bạn ơi. Đón Việt Kiều xong rồi bây giờ đi lấy vali ha. Ông nội đâu có mập lắm đâu. Hả? Đừng đâu đi Việt Nam chèo rồi mập lắm. Đi chơi quá mà. Thì các bạn thấy là ở trong sân bay về Mỹ thì không có cảnh chen chúc các bạn. Với lại mình cũng không sợ móc túi. Cái này ai đi ra đi vô cũng được. Ai đi ra đi vô cũng được các bạn. Người ta không có kiểm tra các bạn thấy không? Không có ai mà chặn mình, không có ai kiểm tra chứ á. Các bạn không muốn đi ra đi vô được chưa? Bây giờ nó thật sự có người nào đi thẳng vô lấy cái vali đi ra cũng không ai biết các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ cái đèn nó quay rồi, cái đèn nó quay là hành lý nó ra các bạn nhé. Đó, bây giờ nó xây, nhưng của mình là cái số 3 ngồi xuống đây. Cho bà bầu ngồi xuống đi. Đó, bây giờ nó xây là hành lý mình ra. Của người Việt Nam mình và dạy đó các bạn, là hành lý vali của mình là có cột dấu chứ bọc ni lông các bạn, dễ lấy lắm. Đó, hàng độc quyền nha, bọc ni lông cột vô cái hành lý. Kiều về tới Mỹ các bạn ơi, đi Việt Nam 2 tháng trời, đuối rồi. Vui quá rồi. Chị ra đi nữa. Đó, bây giờ đi lấy đồ đi về ha. Rồi, vali ga các bạn ơi, vali ga rồi. Đó, qua ra rồi, đây. Đứng đây nha. Đâu có, chưa được ngủ đâu. Trời ơi, hư cái vali của tôi rồi các bạn ơi. Chờ cái váy của mình không? Hư cái vali của tôi rồi các bạn ơi. Bây giờ ga các bạn không thấy không? Cái dấu bọc ni lông là của mình đó bạn. Một vali. Ai đi mua nguyên cái cool lờ luôn các bạn. Mình khỏi cái đại các bạn, cái ga mà cái cộng dây bọc ni lông mình đầy vào đây là mình biết của mình rồi. Có mấy người họ không cộng dây, có mấy người còn cộng dây các bạn. Mình thông minh quá các bạn ơi. Đi máy bay mà cộng dây là khỏi sợ bị lạc các bạn ha. Bây giờ đại vali ga đi, tổng cộng là có 6 vali các bạn ha. 6 vali thì mỗi người mình sẽ kéo 2 vali ga. Thì ga ngoài kia mình đậu xe luôn, mình đi về luôn các bạn. Cũng gần lắm, không có xa đâu ha. Bây giờ đợi xíu đi, vali nó chưa ra hết đâu. Ok bạn ơi. Đây, cái này của mình.
lên đi. Đây là đây gần đi. Các bạn vô mới ghe mình thấy cái này là một lông của mình. Còn cái này nhỏ nữa. Có bọn. À. Ông ở đây. Thấy sân bay bên Mỹ nó bình tĩnh không? Không có chen lắng, họ thân chài. Không có chen lắng, không có ồn ào, không có xô đẩy, không có la lối âm sùm nha. Yên tĩnh đó các bạn. Ai cũng trật tự, không có la lối âm sùm. Thấy không? Tiếng nhạc du dương. Nó yên tĩnh lắm bạn, nó không có làm cho người ta hồi hộp. Rồi bây giờ người ta lấy vali gì hết rồi bạn. Còn cái anh này thì ảnh chưa thấy vali của ảnh. Còn mấy cái vali thì chưa có người lấy các bạn. Mà cái phải thấy không, vali ga mà không ai lấy các bạn. Các bạn ơi, Việt Kiều Mỹ, đi rước Việt Kiều Mỹ nè nha. Đó, ông nội một vali. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc một vali. Rồi, vô luôn. Thấy đi đen lười không à? Ủa, chậu mà không chịu lấy ra cho mình. Thì đó, ủa mà sao tụi nó kéo chậu trước ta? Tại cô ta nói chắc là hai chuyện đó nó ra trước mà mình chưa kịp ra lấy. À ok các bạn ơi, hết đâu? Ok các bạn đi xe con không? Xe không có chỗ ngồi chắc à? Ừ. Ok đi. Ok. À, ok đủ không? Đủ không đủ à? Về mẹ luôn á. À. Thấy ở Mỹ đi rước Việt Kiều sướng không? Tự mình lái xe đi khỏi taxi. Bây giờ đi về nhà các bạn ha. Ở Mỹ sướng một cái là mình có xe riêng của mình. Về Việt Nam mình phải đi xe người ta. Biểu tượng của St. Louis đó các bạn ơi, cầu vồng đó các bạn. Đó, các bạn thấy bự rồi không? Đó. Missouri. Đẹp chưa các bạn, đẹp chưa? Đột phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.